Bây giờ hãy tiếp tục học bài 51 tương với phần 11 bài 23 quyển 2. Đầu tiên là từ vé, âm Hán Việt là phiếu. Piao. Piao. Hãy thử nói vé xem phim nguyên văn là điện ảnh phiếu. Điện ảnh phiếu. Điện ảnh phiếu. Vé xe. Chưa phiếu. Chưa phiếu. Vé tàu hỏa. Hồ chưa phiếu. Hồ chưa phiếu. Vé máy bay. Phi chi phiếu. Phi chi phiếu. Mua vé. Mải phiếu. Mải phiếu. Mua vé cho tôi. Gây vua mải phiếu. Gây vua mải phiếu. Họ mua vé cho tôi. Tha mần gây vua mải phiếu. Tha mần gây vua mải phiếu. Sau khi lên xe, họ mua vé cho tôi. Sang chư yi hou, tha mần gây vua mải phiếu. Sang chư yi hou, tha mần gây vua mải phiếu. Tôi trả họ tiền, nguyên văn là tôi cho họ tiền. Wo gei ta men qian. Bây giờ cách nói không cần, không lấy, không chịu. Bu yao. Bu. Bu. Yao. Yao. Bu yao. Bu yao. Vì bú yào biểu đạt ý không bằng lòng, không muốn, trong khi yào có nghĩa là cần, lấy, nên phủ định cuối yào bình thường hay dùng bú dùng là không cần, thay vì dùng bú yào. Họ không lấy, họ không chịu. Tha mần bú yào. Tha mần bú yào. Hãy nhắc lại, sau khi lên xe, họ mua vé cho tôi. 上车以后，他们给我买票。上车以后，他们给我买票。Tôi trả họ tiền, họ không lấy. 我给他们钱，他们不要。 我给他们钱，他们不要. Bây giờ là cách nói thôi. 算了，算了，算了，算了，算了。 Thôi đi vậy. 算了吧。 算了吧. Tiền thì thôi đi vậy, nguyên văn là tiền thôi đi vậy. 钱算了吧. 钱算了吧. Việc hôm nay thôi đi vậy. 今天的事算了吧. 今天的事儿算了吧. Thì thôi đi vậy. Dùng chiều. Chiều soạn là bà. Chiều soạn là bà. Ăn cơm thì thôi đi vậy. Chứ vạn chiều soạn là bà. Chứ vạn chiều soạn là bà. Bây giờ là từ mới. Thái. Thái. Mới có, với nghĩa có mỗi một tệ. Nguyên văn là mới một tệ. Chái khoai chén.
Sáy khỏe chén. Mới có mấy tệ, có mỗi mấy tệ. Sáy chỉ khỏe chén. Sáy chỉ khỏe chén. Mới một lúc. Sáy khỏe. Sáy khỏe. Mới có một lúc, không sao. Sáy khỏe, mấy quan xỉ. Sáy khỏe, mấy quan xỉ. Không sao, tôi cũng mới đến. Mấy quan xỉ, vô ye cài lái. Mấy quan xỉ, vô ye cài lái. Thôi đi vậy. Mới có một tệ. Soạn là bà, cài yi khuài qiān. Soạn là bà, cài yi khuài qiān. Hãy nhắc lại từ đầu. Sau khi lên xe, họ mua vé cho tôi. Shàng chē yǐ hǒu, tā mén gěi wǒ mái piào. Sáng trưa yì hǒu, tā mén gěi wǒ mái piào. Tôi trả họ tiền, họ không lấy. Wǒ gěi tā mén qiān, tā mén bú yào. Wǒ gěi tā mén qiān, tā mén bú yào. Nam sinh đó nói. Nè gờ nán sân xua. Nà gờ nán sân xua. Thôi đi vậy mới có một tệ. Soạn là bà, cài yi khuài qiān. Soạn là bà, cài yi khuài qiān. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Lấy tiền, rút tiền. Chuy chén. Ở cửa 1 tầng 18. Rủ 18 lầu y mấn. Dễ, khó. Rúng ỉ, nán. Một chai, một lọ. Y bình. Bệnh viện. Y yuan. Mượn sách. Chìa su. Phim điện ảnh và phim truyền hình. Điện ảnh và điện sử dụ. Lái xe đi cũng được, chỉ xe đạp, xe máy. Chí chơ chù yề xính. Mình lấy tiền cho bạn. 我给你拿钱. Làm một việc. 办一件事. Loại màu đậm hay là loại màu nhạt? 深颜色的还是浅颜色的? Loại này có thể giảm 20%, loại này có thể chiết khấu 20%. Rơ trồng khứ ý tả ba trở. Rơ trồng khứ ý tả ba trở. Tuổi chó, tuổi cẩu. Sú cẩu. Tham dự dạ tiệc. Tham gia hoàn khuẩy. 8 giờ kém 10 đi đến phòng học. Trả 10 phân 8 điểm truy giáo sư. Sau đó xem chút TV. Ráng hậu khăn khăn điện sư.
bây giờ một khắc đúng giờ xuất phát. Chi điểm y khờ chuẩn sử chu phá. Chơi máy tính. Quán điện não. Công ty cử đến, công ty phái đến. Cung sư phải lái. Bên trong trường. Xuế xẻo lý biên. Cách đây không xa, rất gần. Lý trở bù yuán hẳn xỉn. Từ đây đến đó. Xuống trở đảo nở. Cứ đi thẳng về phía đông. Y trí hoàng tung dầu. Đường đi. Má lũ. Có thể bảo cho tôi được không? Nấng gạo sủ của mà. Phía trước có một nam sinh. Chén biên yếu ý cửa nán sân. Nói với tôi. Tuổi của xua. Ngồi xe số 375. Sửa 375 lũ chưa? Mua vé cho tôi. Cái búa mái phẹo. Thôi, có mỗi một tệ. Nguyên văn là, thôi rồi đi, mới một tệ. Soạn là bà, xài ý khoải. Không cần tiền. 不要钱